Em có chiếc xe đẳng cấp cao này bán cho toàn thể các bác, thế nhưng mà giá trị thì lại cực kỳ thấp. Và vừa rồi em bán một con da chỉ có là hơn trăm thôi. Các bác nhìn xem, cực kỳ hiện đại luôn. Và full công nghệ ngập trời luôn ở trên chiếc xe này. Và cái cốp các bác nhìn kìa, nó tự động lên, nó tự động xuống. Và mình chỉ cần bấm điều khiển thôi. Đấy, cho nó xuống bình thường như thế các bác nhá. Đấy, và riêng cái phần bậc bệ bước lên bước xuống đấy ạ, các bác mình chỉ cần bấm ở cái chìa này thôi thì là nó tự động nó hé ra cho mình nhau nhá. Đấy, các bác, đấy, đây này các bác nhìn xem này. Đấy, đây nó tự động nó há ra, các bác nhìn thấy chưa? Đấy, mình điều khiển đây này. Và đây co lên nhá. Đấy, tự động nó co luôn khi mình bấm chốt các bác nhá. Và rất nhiều chức năng khác được điều khiển ở trên cái tay cầm với bấm cho mình đã thấy rồi đúng không ạ? Đây, mình bấm giữ thì là kính tự động nó sẽ đi xuống và kính nó tự động nó cũng sẽ đi lên các bác nhá, hay chưa? Và cửa này đấy ạ, cửa này nó là cửa híp các bác nhìn này. Đấy, à vâng, em ấn chốt cửa rồi, bây giờ em ấn mở này. Rồi ok nhá. Đấy, cái này nó tự động nó hé ra đúng không ạ? Và cái cửa này đi, nó sẽ hít vào các bác nhá. Đấy, khi mình đóng mở như vậy. Và đây này. Đấy, cái này thì tự động nó coi rồi đúng không ạ? Cửa này. Đấy, cửa này nó tự động nó hít vào rồi. Và bậc bệ bước lên bước xuống nó cũng tự động nó co lên như thế này nhá. Một chiếc xe quá đẹp luôn. Và đời xe rất là cao, form dáng đẹp. Và độ hiện đại của chiếc xe này nhá, nhiều con xe tiền tỷ, thậm chí là chục tỷ như Land Rover cũng không hiện đại bằng nó các bác nhá. Với nước sơn màu đỏ, một cái màu rất là đẹp của cái dòng xe này. Đấy, một chiếc xe máy Nhật các bác nhá, đời 2018, số tự động điện tử các bác nhá. Và đây là nội thất bên trong của nó, các bác nhìn đi, nội thất của nó này cực kỳ sang trọng và cực kỳ là đẳng cấp. Đấy, rất nhiều tính năng các bác nhá, rất nhiều tính năng luôn. Và đây em sẽ cho mình thấy được cái độ hiện đại của con xe này với thiết kế là cần số thụt thò các bác nhá. Đây, cần số thụt thò, em sẽ cho nó thò lên các bác nhá. Chỉ cần mình ấn vào nút này thôi, nổ máy lên thì ấn nút này này thì cái cần số tự động kia nó sẽ thò lên cho mình. Và cái màn hình này nhá, với lại cái màn hình này nó là màn hình điện tử. Đây, em ấn nút để nổ thông minh start top cho mình để mình thấy được cái cần số nó thò lên này. Đấy, rồi em để nổ rồi. Đấy, nó thò lên rồi. Và cái đồng hồ điện tử này nó cũng đã hiển thị lên rồi đúng không ạ? Các bác mình cũng đã nhìn thấy đúng không ạ? Và rất nhiều tính năng khác. Đấy, mời các bác mình cùng xem trong clip này. Đấy, tầm khoảng vài phút đồng hồ các bác nhá. Mình điều chỉnh giao diện. Đây các bác nhìn đi. Điều chỉnh giao diện chỉ cần bấm một phát đây thôi thì là cái giao diện ở phần đồng hồ kia nó sẽ đổi đấy. Bấm lên này con này. Bấm phát nữa đi. Được chưa? Đổi giao diện rồi đúng không ạ? Hay chưa? Quá tuyệt vời luôn. Đấy, quá hiện đại, rất nhiều tính năng. Và đây nhá, chỗ này có những nút vật lý để mình điều chỉnh điều hòa, hoặc là mình ấn luôn ở vị trí này đi. Mình ấn đây để mình điều chỉnh cái hệ thống điều hòa nó lên đây. Đấy. Điều hòa toàn bộ các bác mình điều chỉnh ở cái màn hình này các bác nhá. Đấy, nút đề lỗ thông minh start stop, có là gầy số nằm ở sau vô lăng. Đây. Và vô lăng thì rất nhiều phím điều khiển các bác nhá. Và chiếc xe thì có được thiết kế một cái cửa sổ trời rất là lớn, rất là to, và có đèn được nằm ở cái viền cửa lóc kia. Các bác nhìn thấy chưa? Xanh đỏ tím vàng đây này. Nó đổi màu nhá, cái đèn này đổi màu này. Đấy. Da thì nó là da xịn, nó là da cao cấp nguyên bản theo xe. Đấy, vẫn còn rất là mới luôn. Đấy, với nội thất tông màu kem như kiểu là dòng xe mẹc Maybach đấy ạ. Đấy, màu kem rất là sang các bác nhá. Và ghế kia cũng được trang bị là ghế điện, và ghế này cũng được trang bị là ghế điện các bác nhá. Hay chưa? Tuyệt vời chưa? Thảm sàn 5D cũng đã được thiết kế rồi. Và chiếc xe này có chức năng là ga tự động nhá. Đây, mình điều chỉnh cần này. Không cần phải đạp chân ga đâu. Nếu ai cụt chân vẫn đi được bình thường. Đấy, được chưa? Và đây nhá. Đấy, cốp mở điện này, đấy, cảm biến trẻ em này tăng giảm độ sáng cho đèn này. Đấy, túi khí an toàn nằm ở đây. Và vô lăng của xe này vẫn còn rất là đẹp nha, bởi vì con này đi ít mà. Đấy, chiếc xe mới chạy được có mấy vạn km thôi, còn rất mới luôn các bạn, còn rất mới. Chiếc xe không hề có lỗi lầm gì, xe vẫn còn zin các bạn nhá. Vẫn còn zin đấy các bạn. Đấy, và đây các bạn nhìn xem là chiếc xe có thiết kế là phanh tay điện tử nhá. Đây này, phanh tay điện tử này. Và chống trơn chống trượt này, đấy, chống trơn chống trượt này. Và đây nhá, cái công tắc này để mình điều chỉnh cái camera 360 độ. Đây, chỉ cần mình ấn nút này thôi thì cái cam nó sẽ hoạt động. Đấy, cái cam 360 độ nó sẽ hoạt động, nó sẽ xoay xung quanh xe cho mình luôn. Đấy, được chưa ạ? Rất nhiều tính năng khác nữa. Và đây là cảm biến này, đây chỉnh đèn sáng tối này. Và trong đây là cổng nghe nhạc, cổng USB AUX các bác nhá. Nội thất của chiếc xe này từ phần táp ni nhá, phần táp lô nhá, nó là bằng chất liệu da cao cấp. Một loại xe sang thì người ta không tiếc gì một tí cái phần da này cả đúng không ạ? Đấy, toàn là da cao cấp cả thôi các bác. Đấy, táp ni cánh cửa và táp lô đều là bằng chất liệu da cao cấp. Đây nữa nhá, da này. Đấy, đây là loa này, loa này, ốp viền nóc này. Đấy, đây, viền nóc đây. Gương kính điều chỉnh điện hoàn toàn nằm ở đây. Chốt cửa này, cục gương này. Đấy, chỗ này cho mình đựng đồ này, hé ra như thế này các bác nhá. Hay chưa, quá tuyệt vời luôn. Đấy, số tiền mình bỏ ra nó là không nhiều. Đấy, nó quá rẻ luôn. Mà được một chiếc xe đẹp như này, mới như thế này. Sơn xi bên ngoài cực kỳ là mượt các bác nhá. Đấy, loại xe nhập khẩu nguyên chiếc các bác nhá. Đấy, máy động cơ của xe là máy Mitsubishi Nhật Bản 2.0. Và được lắp máy của Mitsubishi Nhật Bản các bác nhá. Xong mới lại là được thiết kế là máy turbo các bác nhá. Máy turbo cơ, chứ không phải máy thường đâu. Đây các bác nhìn đi.
vách cửa mới chưa? Này, như mới luôn nhá, 2018, nhưng mà chiếc xe này nó đi ít cho nên là nó như mới luôn các bạn. Đấy, em mua của một người làm công an hình sự các bác nhá, làm công an hình sự. Đấy, chia sẻ thẳng với các bác luôn. Và em có thể cho các bác mình số điện thoại của vị công an hình sự đó để cho mình biết. Đấy, dạ vâng. Xe 5 chỗ ngồi, số tự động gầm cao 5 chỗ các bác nhá. Các bác đi cho em là 5 chỗ. Nhập khẩu DQ gọi là Trung Quốc đấy ạ. Dạ vâng. Chiếc xe Roy DZ8 2018 các bác nhá. Vâng, đây là phần đầu của chiếc xe. Các bác nhìn xem. Nó quá là mới luôn, và mặt nạ ga lăng này có thể là mình độ lên mặt nạ ga lăng gì đó đúng không ạ? Đấy, logo hình con sư tử kia đúng không ạ? Và đèn của xe nó chính kiến là đèn full LED luôn, và có quả bi cầu làm bên trong siêu sáng, có cảm biến chống va chạm được làm ở xung quanh xe, phần đầu và phần đuôi. Lốp nắp của xe thì còn rất là dày các bác nhá. Đấy, la giống đúc, vành đĩa, vành ABS chống trơn chống trượt, chống bó cứng an toàn đầy đủ hết các bạn. Camera 360 độ các bác nhá. Ở chỗ này có đèn này. Đấy, cam bên này. Xi nhan báo rẽ trên gương này. Nút bấm từ một chặng nằm tay nắm cửa đây. Và đã ốp nốc đây rồi, ốp nốc đây rồi. Kính của xe bọc dán hết rồi. Các bác mình cảm nhận về chiếc xe này thấy thế nào ạ? Nó quá rẻ luôn mà mình có được một chiếc xe đẳng cấp cao như này. Và cuối video các bác cứ xem cho em hết video để mình thấy được cái mức cái phí của mình bỏ ra nó là bao nhiêu các bác nhá. Và đây là phần đầu của chiếc xe, con này mang biển 98, người bên Bắc Giang dùng chiếc xe này. Đây phần đầu của xe các bác nhá, hiện tại em đang nổ máy các bác nhá. Đấy. Mặt nạ ga lăng của xe được thiết kế như kiểu những cái viên kim cương, nhìn rất là sang luôn, đúng không ạ? Đấy, những cái mắt cảm biến chống va chạm thì được làm ở phần đây các bác nhá, tròn tròn kìa các bác nhá. Đèn đó của xe rất mới luôn, đèn bật lên thì không thể chê được về độ sáng các bác nhá. Đấy. Đăng kiểm của xe thì vẫn còn đến tháng vẫn còn một thời gian nữa. Đấy, sơn xi của xe rất là mượt. Và con này thì bác mua về mình cứ thế là mình đổ xăng nó chạy thôi, nhiên liệu xe chưa tới 10 lít trên 100 km đâu các bác nhá. Chưa tới đâu. Ở bên đây cũng vậy, có xi nhan báo rẽ trên gương, có nút bấm từ một trạm. Và đây là camera. Đấy, đây nút bấm từ một trạm đây các bác nhá. Đấy, cửa bên đây cũng đều là cửa hít hết. Đây, tự hít vào luôn, và cái này khi mình mở ra nó sẽ hé, và khi mình đóng lại nó sẽ co các bác nhá, được chưa? Quá hay đúng không? Quá hay luôn rồi. Một xe rất đáng mua trong cái phân khúc tầm tiền. Đấy. Đây. Đây là cái phần tắp đi, cái cửa lửa của xe nhá. Xe không hề lỗi lầm các bác nhá. Đấy, và về mình không cần phải sửa sang gì nhá. Đấy, trước này của em thì máy số keo chỉ của nó vẫn còn nguyên zin hết. Đấy, máy số vẫn zin, keo chỉ vẫn zin, nội thất vẫn zin các bác nhá. Nội thất của xe đây. Đấy, được chưa? Quá là sang trọng luôn. Và chỗ này đấy ạ. Mình bấm đây để mình mở cốp này, và mình bấm cái này để mở cốp rưới các bác nhá, được chưa? Hay chưa? Đấy, đèn này mình nó sẽ sáng theo thời gian, lúc thì nó đổi màu này, lúc nó đổi màu kia các bác nhá. Rất hay như vậy. Túi khí an toàn thì được thiết kế xung quanh xe luôn, và ghế đây đều được trang bị là ghế điện nhá. Sàn của xe nó là sàn nỉ nhá. Đấy, được lót thêm cái thảm sàn trên nữa rồi. Và khóa cửa đây các bác nhìn xem, mới tinh luôn, trong vắt như mới luôn đúng không ạ? Cột kèo zin hết. Được chưa? Có xe quá mới, và hiện tại em đang còn một đôi các bác nhá. Một con là màu đen nữa các bác ạ. Các bác mình nếu đúng chân là kiểu gì mình cũng sẽ có được xe. Và chiếc xe này thì chủ xe trước cũng đã được lắp thêm một cái cam hành trình trên đây rồi. Đấy. Lắp thêm nhá, cam hành trình cũng tương đối là nhiều tiền bởi vì là cam xịn mà. Đấy, bên đây cũng vậy, thì chỗ này bằng chất liệu da này, da đây, da đây. Đấy, chỗ này thiết kế vân đá. Đấy, tay mở cửa đây, loa đây, loa đây, đựng đồ đây, đựng đồ đây nhá, chưa. Đấy, xe còn quá mới luôn, nó quá đẹp luôn. Và tiếp theo thì cái phần tắp đi cánh cửa mà các bác mình được cùng đang xem một cái cánh cửa nữa các bác nhá, keo chỉ nữa này, không mất phần nào nhá. Bố tắp đi cánh cửa của xe đẹp mới đều như nhau hết. Đấy, nó hiện đại như vậy luôn đấy ạ. Các bác mình là người ít tiền, là người không có điều kiện, mình thích một chiếc xe đẹp thì đây, có chiếc xe này dành cho toàn thể các bác nhá. Chỗ này là dành cho các vị chủ tịch ngồi ở dưới để gạt tàn thuốc lá này, loa âm thanh đây. Vách cửa đây không hề han mục mọt gì các bác nhá. Túi khí đây. Đấy, đựng đồ đây. Chỗ này điều chỉnh cửa gió điều hòa cho mình nhá. Đấy, auto tự động các bác nhá, tự động luôn. Đấy, ghế da cao cấp nguyên bản theo xe, rất mới. Rất mới đẹp. Đấy, rất mới đẹp luôn. Được chưa? Đây. Ôi. Kinh chưa? Đấy, đây này. Quá là khủng khiếp luôn, đúng không ạ? Quá là khủng khiếp luôn. Đây, qua cửa này. Các bác nhìn xem. Đấy, mới chưa? Quá tuyệt vời, một chiếc xe mà các bác cũng bỏ ra số tiền nó quá ít, đúng không ạ? Và tiếp theo đây các bác nhìn cho em, đây là phần đuôi sau xe các bác nhá. Đấy, nhìn như kiểu Land Rover luôn, thế nhưng mà có một đôi nét nào đó nó còn đẹp hơn cả Land Rover đúng không ạ? Đấy, đèn đóm phía sau nhá các bác nhá. Nó là đèn full LED các bác. Đấy, full LED luôn, rất mới. Đấy. Và tính mắt cảm biến chống va chạm. Đấy, và lipo, đuôi gió gạt mưa. Đấy, hai thanh giá lốc đầy đủ đây. Vâng, cái màu mà nó rất là phong thủy đúng không ạ? Phong dáng nó quá đẹp, đi ra ngoài đường nhiều người sẽ nhầm tưởng đây là một chiếc xe giá trị cao, một chiếc xe sang, một chiếc xe mà có thể lên đến là tiền tỷ. Thế nhưng mà giá chỉ bỏ ra tiền trăm thôi các bác nhá. Đấy.
bình thường. Loại này ấy, trước bên em vẫn bán ra là nó là hơn 300 các bác. Đấy, có những con nó tùy theo chất các bác nhá. Có những con thì 380, có những con thì 370, 336, nhưng mà tùy theo chất các bác. Những con này của em thì bán rẻ các bác mình yên tâm, mua ngay được các bác ạ. Rồi ok nhá. Đây, đẹp chưa, mới chưa? Đấy, xe này không mua thì mua cái xe gì bây giờ đúng không ạ? Mua xe gì bây giờ? Đây, các bác nhìn đi. Quá là ok đúng không ạ? Ai mà thích rồi thì báo em để thương lượng các bác nhá, để thương lượng về mọi thứ, về giá cả. Bên em có ship xe đến tận nơi cho mình luôn. Nếu mà mình không đến trực tiếp được, bên em ship tận nhà các bác nhá, tận nơi luôn, tận giường luôn. Đấy, có hỗ trợ làm cả sang tên cho mình luôn các bác nhá. Rồi với lại là bên em có đổi xe nhá, các bác có xe gì mang lên em đổi cho. Đấy, đổi ngang, đổi hòa, đổi cáp các bác nhá. Và bên em đang cần thu mua lại một số lượng xe lớn, các bác có xe gì mang em mua lại cho nhá các bác nhá. Với giá chỉ với làm sao giá tốt nhất cho mình các bác. Đấy, và các bác mình hãy nhớ là mình nhấn đăng ký kênh YouTube, nhấn theo dõi Facebook, nhấn follow TikTok để cùng đồng hành và xem thêm những video mới nhất của em đang lên thông thông hàng ngày, hàng giờ, hàng tháng các bác nhá. Rất nhiều xe luôn các bác. Đấy. Vâng, bên em còn rất nhiều xe, hiện tại đang có cả hơn 100 chiếc xe các loại các mẫu luôn các bác. Và mình đang ngồi rảnh tay xem video, nhấn cho em xin phát like, phát tim và nhiều lần những chia sẻ nữa cho lên trang cá nhân của mình và các trang của nhóm nữa các bác nhá. Và video em quay xong rồi, bác nào muốn xem thêm hình gì, muốn biết thêm thông tin gì, muốn xem hình ảnh, alo trực tiếp bên em theo số điện thoại hotline là 0938586307 và 0389000555 và 0335838389 các bác nhá. Địa chỉ 90.2 Trường Chinh, thành phố Hải Dương. Đấy, dạ vâng, xin chào các bác và hẹn các bác vào video sau. Cứ alo đi, em sẽ tính gọi mình vào việc được luôn nha các bác nhá.